Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu ngày hôm nay. Và trước khi đến với phần dự báo chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đến với tin gió mùa đông bắc và rét. Hiện nay ngày 16 tháng 1, khối không khí lạnh có cường độ mạnh đã ảnh hưởng đến các nơi trong tỉnh Lai Châu. Thời tiết nhiều mây không mưa, trời rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 11,6 đến 12,8 độ C, đặc biệt là tại Sinh Hồ 7,7 độ C. Dự báo không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống khu vực phía Nam gây ra một đợt rét đậm rét hại cho tỉnh Lai Châu. Đêm ngày 16, ngày 17 tháng 1 ở tỉnh Lai Châu, nhiều mây có mưa vài nơi, trời rất đậm rất hại và đợt rất đậm rất hại này có khả năng kéo dài cho đến hết ngày 21 tháng 1 năm 2023. Với đợt rất đậm rất hại này thì đối với con người, rất đậm rất hại gây ảnh hưởng sâu đến đời sống và sinh hoạt của con người, dễ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, đột quỵ, giò sốc nhiệt, đặc biệt là đối với người già và trẻ nhỏ. Còn đối với cây trồng và vật nuôi thì rét đậm rét hại kéo dài làm ảnh hưởng đến cây trồng vật nuôi, không đảm bảo sức tăng trưởng như bình thường, phát sinh dịch bệnh, bị chết do rét. Còn bây giờ xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết. Nhìn chung thời tiết toàn tỉnh Lai Châu có mây thay đổi, trời không mưa, rét ẩm rét hại, gió nhẹ, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 9 đến 19 độ, vùng núi cao từ 7 đến 10 độ và độ ẩm dao động từ khoảng 85 đến 95%. Cụ thể như sau, tại khu vực thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 9 đến 13 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực huyện Mường Tè được dự báo có nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực huyện Sinh Hồ có nhiệt độ từ 7 đến 10 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Than Uyên được dự báo có nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn được dự báo có nhiệt độ từ 12 đến 19 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Đến với khu vực của huyện Tam Đường được dự báo có nhiệt độ từ 9 đến 14 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Và khu vực huyện Tân Uyên cũng có nền nhiệt độ tương tự từ 9 đến 14 độ, độ ẩm 85 đến 95%. Và cuối cùng là huyện biên giới phong thổ có nhiệt độ từ 12 đến 19 độ và độ ẩm dao động từ 85 đến 95%. Trên đây là phần dự báo và cảnh báo về thời tiết của Đài Phát Thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.